Tình yêu không phải là tất cả. Và tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất để chúng ta có thể xây dựng được một gia đình bền vững. Có một cái bậc thầy chia sẻ với chúng ta một công thức để chúng ta có thể thu phục trái tim của những người khác. Có bốn cái bí kíp thôi để chúng ta thu phục trái tim của một người. Bất kể người đấy là một cộng sự, là một người sếp, là một người tình, là một người thương, là con của mình hay là bất kể ai, thì đều có một công thức chung để chúng ta có thể thu phục trái tim của người đó bằng tình yêu thương. Và công thức này có cách đây hơn 2.000 năm rồi, được vị thầy này chỉ dạy. Và các bạn có biết là Tuệ An đang muốn nhắc đến một vị thầy nào không? Tuệ An đang muốn nhắc đến Đức Phật Buddha. Và Đức Phật của chúng ta thì chỉ dạy cho chúng ta một cái công thức để mình thu phục trái tim của những người khác, được gọi là tứ nhiếp pháp. Nhiếp là thu vào á, tứ là bốn đúng không? Và được gọi tạm dịch ra ngôn ngữ bình thường của mình là bốn cái tuyệt chiêu để mình thu phục trái tim của người khác. Thì Đức Phật đã dạy rồi, và chúng ta là thế hệ sau, chúng ta chỉ cần áp dụng chiêu của bậc giác ngộ thôi, và cực kỳ hiệu quả nha. Đây không phải là một vị thầy mới nổi nào dạy cả, mà đã được chứng minh rồi, đã có hơn 2.000 năm rồi. Và bây giờ các bạn có muốn biết cái chiêu tứ nhiếp pháp đó, hãy chia sẻ livestream này đi ạ, bởi vì nó rất quan trọng. Và nếu như cả gia đình mình đều biết cái tuyệt chiêu này á, đều trao đi yêu thương cho nhau đúng cách á, thì chắc chắn á, đó là bạn sẽ rất hạnh phúc. Cái chiêu đầu tiên trong tứ nhiếp pháp đó chính là cái chiêu số 1, được gọi là bố thí. Và các bạn có thể comment xuống phía dưới để chúng ta nốt lại những cái key mà chúng ta thích nha. Số 1, Đức Phật dạy chúng ta là bố thí. Bố thí là gì? Bố thí là cho đi á. Bố thí là cho đi, là chúng ta hãy cho người khác. Giống như cái hồi xưa mà mình tám nhau á, mình mua cho nhau nào ly trà sữa, nào cái bánh mì, nào đến ngày lễ Tết thì mình tặng hoa, tặng quà. Rồi chẳng phải ngày gì mình cũng tặng hoa, tặng quà. Thậm chí là sinh nhật thú cưng của bạn gái mình cũng phải tặng quà cho thú cưng luôn. Và thế là chúng ta đang áp dụng cái chiêu bố thí còn gì? Chúng ta đang áp dụng chiêu cho đi còn gì? Vậy thì tại sao chúng ta không áp dụng nó với gia đình của mình, với người thương của mình, với bạn đời, với con của mình bây giờ đi? Hãy cho đi. Nhưng cho đi mà không mong cầu thì mới là đỉnh cao của cho đi. Tại vì khi mình cho đi mà mình có sự mong cầu, à hôm nay em đã nấu một bữa cơm rất ngon cho anh, em đi chợ em mua rất nhiều đồ ăn ngon, và cái mong cầu của em nó rất là nhỏ bé thôi, anh hãy về ăn cơm với em nhé. Rồi lỡ rằng hôm đấy người đấy bận quá, không có về ăn cơm được với mình, thì khéo trước mặt mình là một mâm đầy đồ ăn rất ngon, mà mình ăn mình cũng chẳng thấy ngon nữa, hoặc là mình không muốn ăn nữa. Vậy thì đấy có phải thực sự là cho đi không? Vẫn là cho đi, nhưng cái cho đi đó sẽ làm chúng ta buồn. Bởi vì cái cho đi mà kèm với sự mong cầu á, kèm với sự kỳ vọng á, thì khi chúng ta không đạt được, chúng ta sẽ rất thất vọng. Mà kể cả là chúng ta đạt được hay không á, thì khi chúng ta có suy nghĩ mong cầu thì là tự mình làm cho tâm của mình rất bất an và dao động. Bởi vì lúc đó tâm không còn ở với mình nữa, mà nó đang hướng đến một đối tượng bên ngoài rồi. Và chắc là bạn sẽ không muốn mình bất an như vậy đúng không? Vậy hãy áp dụng cái tuyệt chiêu đầu tiên là bố thí, cho đi nhưng không mong cầu. Thế rồi cái tuyệt chiêu thứ hai trong tứ nhiếp pháp nó là gì? Nó là ái ngữ số 2, ái ngữ. Các bạn comment xuống dưới giúp cho Tuệ An nhỉ, và cũng giúp cho những người sau á bắt đầu xem comment và hiểu được nội dung chẳng hạn. Không có thời gian ngồi nghe bà Tuệ An nói, chỉ có thời gian lướt lướt xem là cả nhà dưới comment gì, thế là đọc được vài key là đôi khi giúp cho họ. Số 2 là ái ngữ này. Ái là yêu á. Của ai nhỉ đúng không? Là cái từ Hán Việt nó là yêu á. Ái ngữ là những cái lời nói yêu thương. Vậy thì khi mình nói những lời nói yêu thương cho đối phương, mình sẽ có cái năng lực
làm cho họ thích nghe mình, làm cho họ muốn đi theo mình. Mình muốn họ nghe mình không thể dằn vặt họ được, mình không thể phán xét họ được, mình không thể trách họ được. Kể cả là ông chồng mình đang đi nhậu rất nhiều đi, mình muốn ông ấy về với mình, thì cái lời nói của mình phải có uy lực với ông ấy. Mà bạn cứ thử uy lực kiểu anh có về sớm không thì bảo phải về sớm nha, suốt ngày đi nhậu. Bạn cứ thử uy lực như thế đi, và kiểu gì người ta cũng đi mướt mải luôn đó. Vậy cái lời nói có uy lực nhất á, thật ra nó lại là ái ngữ. Nó lại là những lời nói nhẹ nhàng, nó lại là những lời nói yêu thương. Bởi vì từ trái tim sẽ chạm vào trái tim mà. Và mỗi lời nói của bạn, nếu như bạn đã chọn mình là nhà lãnh đạo trong gia đình, nếu như bạn chọn mình là người dẫn dắt, mình là leader, thì mỗi lời nói của bạn phải có sức mạnh nâng giá trị của đối phương lên. Các bạn nhớ nha, mỗi lời nói của bạn cần phải có sức mạnh để nâng giá trị của đối phương lên, để cho đối phương nhìn nhận thấy giá trị của họ, thì lúc đó bạn mới là nhà lãnh đạo thực thụ. Ví dụ như bạn đang dạy con mình học chẳng hạn, bạn sẽ không thể, vì mình không kiểm soát được cảm xúc, mình nóng đầu quá, mình rất là yêu nó đấy, mình cực kỳ thương nó đấy, nhưng mình bảo là sao mà ngu quá đi, sao mà học mãi không được đi, tại sao dốt giống ai thế không biết. Đấy đâu phải là nhà lãnh đạo, đấy đâu phải là lời nói yêu thương. Và đôi khi cái lời nói của mình sẽ giết chết đứa trẻ đó luôn. Vậy khi mình áp dụng chiêu ái ngữ là mình phải cho cái đứa trẻ đó thấy rằng nó vẫn đang có giá trị. Con cố gắng lên nhá, mẹ biết là con có thể làm được cái việc này rất tốt đấy. Và đôi khi mình không cần phải khen ngợi quá đà. Ví dụ như nó ăn được một miếng cơm và mình khen là ôi con cực kỳ giỏi đi, thì nó là hơi quá đà. Đôi khi nó sẽ làm cho cái đứa trẻ nó bị ảo tưởng sức mạnh á, nếu mà mình cứ khen ngợi nó quá đà như vậy. Nhưng mình cũng cần phải ghi nhận cái giá trị của nó. Ví dụ như khi nó làm được một việc gì thì mình khen một cách đúng mực, là mình ghi nhận giá trị. Vậy khi bạn đã là một nhà lãnh đạo trong gia đình, bạn là bố là mẹ, chắc chắn bạn là một nhà lãnh đạo. Bạn là bạn đời của một ai đó, bạn là nhà lãnh đạo. Vậy bạn cần phải nói những cái lời nói ái ngữ, cần phải nói những cái lời nói giúp cho người khác đi lên, chứ không phải là cứ chăm chăm nói những cái điều tổn thương rồi sốc óc đối phương, phải làm cho họ đau lòng. Đó không phải là tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Rồi cái yếu tố thứ ba cũng ở trong cái, vẫn ở trong cái mục ân, love, tình yêu thương nha. Nhưng cái tuyệt chiêu thứ ba để bạn thu phục được trái tim của một ai đó, bố thí cho đi rồi này, ái ngữ rồi này, và cái thứ ba đó là lợi hành. Các bạn có thể comment xuống dưới số 3 này. Lợi hành. Lợi là lợi ích, hành là hành động. Lợi hành là những cái hành động mang lại lợi ích cho đối phương. Vậy chúng ta có yêu thương đó, chúng ta có gia đình đó, chúng ta có sẵn sàng làm những cái hành động có lợi ích cho đối phương không? Ví dụ như gập quần áo thay cho họ mà không càm ràm nữa. Ví dụ như là đấm lưng cho họ mà không đòi họ đấm lại nữa. Hay ví dụ mình ngồi với con của mình vứt hết điện thoại, đầu mình vứt hết công việc, mình vứt hết các mối quan hệ khác, chỉ tập trung vào con của mình thôi. Con à, mẹ ở đây để chơi với con nha. Bạn có sẵn sàng đôi khi vứt bỏ đi một vài cái được gọi là cái tôi hay là cái cá nhân của bạn để làm một hành động nào đó có lợi ích cho đối phương hay không? Và nếu như bạn sẵn sàng thì bạn là một nhà lãnh đạo trong gia đình. Còn nếu như bạn không sẵn sàng, lợi ích của tôi phải là số 1 cả, thì chắc chắn là gia đình chúng ta sẽ gặp vấn đề rất lớn. Và nếu như các bạn làm được cái điều này rồi á, thì nó có một cái điều nữa mà chúng ta cần phải làm tiếp theo. Cái số 4 đó chính là đồng sự, là gọi là cùng đồng hành. Nó còn cao hơn lợi hành một bậc, là mình cùng làm, mình cùng đồng hành, mình cùng có những cái sự nghiệp chung, mình cùng làm những cái công việc chung. Ví dụ như mình bảo con mình là con phải rửa bát đi, thì trong những cái thời khắc đầu tiên mà nó vào rửa bát á, thì đương nhiên rồi mình sẽ phải động tay động chân, mình cùng rửa bát với đứa trẻ đấy. Mình dạy nó cách cho xà phòng vào này, rồi tráng bát này, rồi úp bát này. Đây là những cái hành động chúng ta cùng làm với nhau.
Hoặc khi người bạn đời của mình đang làm việc rất bận rộn, mình có thể đồng hành cùng với anh ấy. Bằng cách nào? Mình không thể làm thay công việc được rồi. Mình có thể pha cho anh ấy một ly trà, một ly cà phê, hoặc đơn giản là giữ sự tĩnh lặng để cho anh ấy làm việc được không? Cái đó nó cũng được gọi là một cái hành động để đồng hành. Và bạn sẽ thấy rằng, ví dụ trong doanh nghiệp đi, thì những người sếp mà dấn thân đồng hành cùng với nhân viên của mình, không phải đứng chỉ tay năm ngón làm việc này, làm việc kia, làm việc này, làm việc kia, mà đồng hành làm cùng thì sẽ được cấp dưới, được nhân viên của mình rất tin yêu. Vậy trong gia đình cũng thế thôi. Trước khi chúng ta muốn bảo họ làm một cái việc gì đó, chúng ta là người cần phải làm điều đó trước, hoặc thậm chí làm điều đó cùng với họ. Sau khi mình đã làm trước thì lúc đó bạn sẽ có một cái sức mạnh rất lớn, được gọi là cái sức mạnh đến từ love, cái sức mạnh đến từ tình yêu thương. Và các bạn có sẵn sàng yêu thương gia đình của mình như vậy hay không? Hay bao lâu nay chúng ta vẫn nói là tôi rất là yêu gia đình của tôi rất là yêu bạn đời của tôi và những đứa con của tôi. Vậy thực sự mình đang yêu như thế nào? Chúng ta hãy cùng tĩnh lặng lại và nghĩ xem một chút xem mình đang yêu như thế nào nhé. Và tĩnh lặng lại một chút, nghĩ xem mình có sẵn sàng yêu gia đình của mình bằng tình yêu thương thực thụ như bốn cái chiêu mà bậc giác ngộ vừa chỉ dạy cho chúng ta hay không. Và nếu như chúng ta sẵn sàng rồi, nếu như chúng ta đã sẵn sàng để mà mình yêu gia đình của mình thôi cách như vậy, thì chúc mừng cho bạn và chúc mừng cho gia đình của bạn. Nhưng mà Tuệ An vẫn hay nói một cái câu ạ, đó là tình yêu thì rất cần để chúng ta có một gia đình, bắt đầu một gia đình, duy trì một gia đình. Nhưng tình yêu không phải là tất cả, và tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất để chúng ta có thể xây dựng được một gia đình bền vững. Vậy thì nếu tình yêu không phải là tất cả, tình yêu không phải là duy nhất, thì chúng ta cần thêm yếu tố gì nữa để chúng ta là một nhà lãnh đạo mà có sức mạnh trong gia đình mình? Chúng ta là một người dẫn dắt mà có thể là rất nhiều người muốn đi theo trong gia đình. Chúng ta cần yếu tố số 2, đó là uy, power, sức mạnh. Chúng ta có thể comment số 2 ở dưới, power. Chúng ta cần power, chúng ta cần sức mạnh, chúng ta cần phải có uy. Khi dạy con của mình cũng cần có uy. Mà nói thật với các bạn nha, với bạn đời của mình hay với bất kể một ai đó, chúng ta cũng cần uy, power. Điều này là điều cực kỳ quan trọng, kể cả bạn là phụ nữ hay bạn là đàn ông. Muốn người khác nghe mình và làm theo mình, tin tưởng vào mình, tin tưởng vào sự dẫn dắt của mình, chúng ta không thể thiếu uy được. Vậy uy nó là gì? Power nó là cái gì? Power phiên dịch ra tiếng Việt là sức mạnh. Tiếng uy là Hán Việt, phiên dịch ra tiếng Việt cũng là sức mạnh. Thế nó là cái sức mạnh gì đây ta? Nó là sức mạnh gì? Nó sẽ không phải là sức mạnh của việc mà tôi giỏi bao nhiêu ở bên ngoài kia. Nó không phải là sức mạnh của việc tôi có bằng cấp bao nhiêu, tôi là thạc sĩ, tôi là tiến sĩ đến đâu. Mình cứ thử, mình là tiến sĩ đi, mình học rất cao, mình rất là có sức mạnh, mình rất là có uy lực ở bên ngoài, mình là tiến sĩ đi, mình là sếp, mình là lãnh đạo ở bên ngoài đi. Mà về mình có thể nói với bạn đời của mình là ở ngoài kia anh là sếp đó nha, nên về trong ngôi nhà này em cũng phải đối xử với anh như là em đang là nhân viên của anh vậy. Chúng ta cứ thử nói với bạn đời của mình như thế đi, chắc chắn chúng ta sẽ phá nát mối quan hệ đó. Hoặc chúng ta mà là phụ nữ, dù chúng ta học cao đến đâu á, chúng ta cũng không thể lấy cái uy từ việc mình đang học cao được. Chúng ta không thể treo cái bằng tiến sĩ to đùng ra trước nhà và nói với anh ấy là cẩn thận nha, nhìn cái bằng kia chưa, anh đang ở với tiến sĩ đó nha. Chúng ta không thể nói như vậy được, các bạn đồng ý không? Vậy uy lực nó không đến từ đó. Nó không đến từ địa vị, nó không đến từ bằng cấp, nó không đến từ việc bạn tài giỏi bao nhiêu ở bên ngoài kia. Nó không đến từ cái việc là bạn kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Bạn cứ thử mà xem, khi chúng ta kiếm rất nhiều tiền ở ngoài kia, chúng ta là sếp chẳng hạn, ở công ty chúng ta trả lương cho nhân viên nha, vì chúng ta trả lương cho họ nên đôi khi trong lòng họ không tâm phục khẩu phục, nhưng họ vẫn phải nghe lời ông sếp, tại vì ông sếp là người trả lương. Vậy thì ông sếp có cái uy, sức mạnh đến từ tiền với cái người nhân viên đó.
Nhưng mà chúng ta không làm thế trong gia đình của mình được. Trong gia đình của mình không thể dùng cái sức mạnh của tiền được. Mình đâu có trả lương cho bố mẹ mình, cho họ hàng nhà mình, cho vợ mình, cho con mình. Đôi khi mình đưa tiền cho họ để họ tiêu thật đấy, nhưng cái đó không phải là sự đổi trác liên quan đến lương. Vậy mình sẽ không thể lấy cái điều đó ra để mình có uy lực với một người, đặc biệt là người thân của mình. Vậy thì cái uy nó không đến từ tiền, nó không đến từ danh, nó không đến từ bằng cấp. Cái uy nó đến từ đâu? Nó đến từ đây này. Đầu tiên, cái uy của một người ở trong gia đình của mình, nó sẽ đến từ việc để người khác có lắng nghe bạn hay không. Nó đến từ việc đầu tiên ấy, đó là bạn phải làm gương. Chúng ta có thể comment giúp cho Thụy An hai chữ làm gương xuống phía dưới, bởi vì hai chữ này nó là hai chữ cực kỳ quan trọng. Làm gương, chúng ta muốn nói mà một ai đó nghe mình, mà đặc biệt là những cái người thân yêu của mình á, thì cái người đó phải rất tâm phục khẩu phục, tại vì họ đi cùng mình cả một quãng đường rất dài mà. Kể cả là con, là cha mẹ hay là bạn đời thì đôi khi đi cùng mình hàng chục năm mà. Vậy để họ ở bên mình, nghe theo mình dẫn dắt thì họ phải tâm phục khẩu phục. Và để họ tâm phục khẩu phục thì mình phải có cái uy nó đến từ việc làm gương. Có nghĩa là nó rất khó đó. Là bạn cần phải làm gương với họ. Bạn nói là bạn yêu thương thì bạn phải làm gương về sự yêu thương đi. Bạn nói là bạn thấu hiểu, bạn phải làm gương về sự thấu hiểu đi. Và để bạn làm gương như vậy, bạn phải giữ kỷ luật bản thân rất lớn. Mình muốn con của mình có lối sống tử tế thì mình sẽ không thể nào mình có những cái lối sống nó không tử tế được. Mình không thể làm một kẻ lừa đảo và mình bảo con mình, con ơi, ta đã lừa đảo rồi nên bây giờ con hãy sống tử tế đi. Không, mà chúng ta cần phải làm gương. Vậy nên nếu như chúng ta với bạn đời cũng thế, mình nói bạn đời mình chẳng nghe gì cả. Mình nói là bạn đời mình đừng có đi nhậu nữa, mà ông ấy cứ đi nhậu. Thì đôi khi bởi vì mình chưa làm gương được cái việc là ở nhà mình vui thế nào, ở nhà với mình vui hơn đi nhậu như thế nào. Mình chưa làm gương được cái việc là mình ít nói lại để cho cái không khí trong gia đình nó vui, để rồi người ta thích ở nhà hơn là thích đi nhậu. Vậy thì chúng ta cần phải làm gương. Và cái điều này cực đúng với bọn trẻ con đó. Vì các bạn chắc là có nhiều người làm cha làm mẹ rồi đúng không? Và các bạn cứ thử là bảo con mình, con ơi, bỏ điện thoại xuống đi con. Mà chơi điện thoại suốt ngày. Nhưng mà mình thì cứ cầm điện thoại. Và nó thì sẽ không phân biệt được là mình đang làm việc hay là mình đang chat với khách hàng hay là mình đang chơi. Nó chỉ biết mẹ cầm điện thoại thì con cũng có quyền cầm điện thoại. Tại sao bố mẹ thì được cầm điện thoại còn con thì không? Và lời nói của chúng ta không có uy về nó. Và đôi khi chúng ta bắt nó là bố mẹ là việc của bố mẹ nha, còn con không bỏ điện thoại xuống thì hôm nay khỏi ăn cơm. Và thế là nó sợ hãi mình, nó làm theo ý mình. Là nhưng mà bên trong tâm nó không phục. Và khi nó đã không phục á, thì cái uy của mình sẽ mất dần với đứa trẻ đó. Vì mình không có làm gương được, mình không có kỷ luật bản thân được. Vậy chúng ta cần phải làm gương. Thế rồi cái uy của mình nó sẽ đến từ cái việc mình nói điều gì, mình thực hiện được cái điều đấy. Nói chung là mình đưa ra được kỷ luật, mình đưa ra được những cái giới luật là mình thực hiện được. Mình nói là mình làm. Được gọi là một lời nói nặng tựa ngàn vàng, có là chúng ta rất kỷ luật. Chúng ta rất chắc chắn về những cái điều gì mà mình làm. Thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh. Được gọi là cái sức mạnh đến từ bên trong chúng ta. Chứ cái sức mạnh nó không đến từ cái vỏ. Cái vỏ là cái gì? Cái vỏ là bằng cấp, là tiền, là danh vọng, là địa vị. Những cái đó là cái vỏ. Nó không mang cho chúng ta có cái uy thật với những người thân của mình. Thế chúng ta phải có cái lõi bên trong. Và cái lõi đấy thì làm cách nào để có? Làm gương là một yếu tố. Kỷ luật bản thân là một yếu tố. Và kỷ luật bản thân nó nằm thuộc một cái phạm trù. Nó có một cái con đường mà ở cái mục ân vừa rồi thì Tuệ An mượn một cái con đường của Đức Phật dạy mình là tứ nhiếp pháp để chúng ta yêu thương, đúng không? Vậy thì trong uy á, Đức Phật cũng dạy chúng ta một công thức để chúng ta có uy, để chúng ta có sức mạnh đến từ bên trong. Không biết các bạn muốn biết công thức này của Đức Phật không?
để giúp chúng ta có inner power, sức mạnh đến từ bên trong. Và nếu như các bạn muốn biết thì cũng hãy comment xuống phía dưới là muốn biết nhé. Và làm gương cũng thuộc cái điều đó, kỷ luật cũng thuộc cái điều đó. Đức Phật dạy mình rồi, hôm nay là chia sẻ lại với các bạn toàn những cái công thức mà nó có hơn 2.000 năm rồi và bây giờ nó vẫn đúng luôn á. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta cái công thức gì? Đức Phật dạy chúng ta một công thức để mình có sức mạnh đến từ bên trong. Đó chính là ba chữ: giới, định, tuệ. Đó là con đường giới, định, tuệ sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh đến từ bên trong. Giới là những cái giới luật, là sự kỷ luật, là việc chúng ta đã đặt ra cái điều gì, chúng ta phải giữ cái điều đấy. Đó chính là giới, như lúc nãy phân tích. Và yếu tố tiếp theo đó là chúng ta phải có định. Định nó là sự định tĩnh. Định nó là nghị lực. Định nó là chúng ta làm chủ được chính mình để chúng ta có sự tĩnh lặng, chúng ta có sự bình tĩnh cần thiết. Chúng ta có nghị lực để chúng ta làm được những cái việc khó khăn. Và chúng ta có đầy đủ nghị lực để chúng ta làm cái việc khó đó đến tận cùng. Vậy thì một người có uy không phải là một người hầm hầm, nóng nảy, lúc nào cũng phải thể hiện là không nghe bố là bố đánh nha, không nghe mẹ là mẹ đánh nha. Rồi thậm chí thể hiện cả cái quyền lực nóng giận đó với bạn đời của mình bằng việc mình mạnh hơn mình có thể đánh họ. Cái đó không phải là uy. Mà để có uy, bạn cần phải làm chủ cảm xúc của mình rất tốt. Bạn cần phải có cái chữ định, cái chữ sự định tĩnh, cái sự chín chắn, cái sự tĩnh lặng đến từ bên trong. Và những người mà làm được điều này, các bạn có nhìn thấy không? Họ có uy rất lớn với người khác. Những người mà cảm xúc thường xuyên bị thay đổi, lúc vui, lúc buồn, thường là không có sức mạnh với người khác đâu. Những người mà cứ thay đổi như thời tiết ấy, nói người khác không nghe và không đi theo đâu. Nhưng ai thì cũng thích đi theo một người bình tĩnh, có sự tĩnh lặng, nói năng chín chắn, nghĩ rất kỹ trước khi nói, nhưng mà đã nói rồi, đã quyết rồi sẽ làm đến cùng và không nghĩ nữa, hoặc nghĩ đúng chứ không nghĩ linh tinh. Thì những người như thế có chữ định là những người cực kỳ có sức mạnh. Vậy bạn hãy rèn luyện cái điều này đi. Phương pháp để bạn rèn chữ định, rèn chữ tĩnh, rèn sự tĩnh lặng, đó chính là phương pháp thiền, là giúp bạn này. Bạn dám làm những cái việc khó khăn đi. Thậm chí bạn làm những cái việc khó khăn mà mang lại lợi ích cho người khác. Bạn vừa rèn được định, bạn lại vừa rèn được cái chữ ân, love, yêu thương ban đầu mà tôi An nói á. Thì hãy cùng rèn luyện thôi, không có cái cách nào khác, mình phải tự làm thôi. Và khi mà mình có sự tĩnh lặng, mình sẽ biết quan sát. Khi mình có sự tĩnh lặng rồi, mình bình tĩnh rồi, mình an ổn rồi, mình sẽ quan sát được. Khi mình quan sát được, mình sẽ nhìn rất thấu, rất rõ đối phương. Mình sẽ nhìn rất thấu, rất rõ chính mình. Thế là lúc này mình có suy nghĩ hay mình đưa ra một quyết định nào đó, nó cũng thường chính xác hơn. Nó không mang theo cái cảm tính, cái cảm xúc nhất thời nữa. Chúng ta không bị bật chế độ auto cảm xúc nữa, là chồng vui thì mình vui, chồng về ăn cơm mình vui, chồng không về ăn cơm mình buồn. Khi chúng ta không bị như vậy nữa, chúng ta tĩnh lặng, chúng ta nghị lực, chúng ta quan sát được chính mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có trí tuệ. Đó là cái chữ cuối cùng trong cái con đường của Đức Phật dạy: giới, định và tuệ. Thì nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng mà thực sự nó rất khó để đạt được. Nhưng không phải là không thể. Nhưng chúng ta đôi khi bạn bắt đầu bước đi ấy, là lúc đó bạn bắt đầu có cái sự hạnh phúc. Mà các bạn nhớ hai yếu tố nha. Yếu tố đầu tiên là ân và yếu tố thứ hai là uy. Hãy nhớ ân là tình yêu thương. Và tình yêu thương thì cần phải rèn luyện. Khi mà Tuệ An viết sách ấy, cái cuốn sách khi chúng ta mất kết nối với một ai đó thì sợi dây kết nối đầu tiên mà chúng ta cần lấy lại đó là sợi dây kết nối với chính ta. Vì chỉ khi chúng ta kết nối được với chính mình một cách sâu sắc thì chúng ta mới có thể kết nối được với những mối quan hệ khác sâu sắc. Và đó cũng là cái điều mà khi Tuệ An viết bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, 90 ngày thực hành biết ơn, 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện và 90 ngày làm chủ cảm xúc, cái điều đầu tiên chúng ta rèn luyện là quay trở lại với mình.
tha thứ cho chính mình, biết ơn chính mình, yêu thương chính mình vô điều kiện. Và sau đó chúng ta sẽ có thể dùng cái thứ tình cảm tuyệt vời đã được đong đầy ở bên trong chính mình đó trao tặng cho những người khác mà không mong cầu gì cả. Và kể cả họ có đón nhận hay không đón nhận, thậm chí là họ bắn cả mũi tên tiêu cực về phía mình, thì mình vẫn có được sự cân bằng bên trong mình để mà đối chọi lại với những cái điều tiêu cực đó. Hãy cùng với Tuệ An rèn luyện mỗi ngày tình yêu thương này, lòng biết ơn này và làm chủ cảm xúc của mình thông qua bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc nhé. Nếu như các bạn muốn đặt bộ sách, các bạn có thể để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phía mô tả để có thêm thông tin và đăng ký nhé. Và Tuệ An thực sự rất khao khát và vui mừng nếu như được đồng hành cùng với bạn trong quá trình bạn luyện tập bộ sách này.